Tam Bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi Tam Bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ Nam Mô Phật Thaya. Thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính cùng thiền đại đức Minh Hạnh từ bi hoan hỷ. Thay mặt chư đại đức tăng truyền tam quy ngũ giới đến hạ Phật tử chúng con, Nam Mô Phật Thaya. Dạ con xin được thành kính cùng thiền đại đức Minh Hạnh ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hoa đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hoa đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hoa đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavad đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavad đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavad đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyami buddhang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Dutiyami dhammang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Dutiyami sanghang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyami Buddhang Saranam Gacchami. Con nên mới lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyami Dhammang Saranam Gacchami. Con nên mới lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyami Sanghang Saranam Gacchami. Con nên mới lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Buddhang Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thamang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyami buddhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Dutiyami thamang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Dutiyami sanghang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyami buddhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyami dhammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyami sanghang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ ba. Tuy saranagahanam paripunnang, phép quy Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ama phante da xin vâng. Bà na ta
ta vệ ra mani sikha padang sama yami. Con xin vinh dự điều học là khuy thanh xa sự sao sanh. Adina dana vệ ra mani sikha padang sama yami. Con xin vinh dự điều học là khuy thanh xa sự trộm cắp. Kame sumichha hachara vệ ra mani sikha padang sama yami. Con xin vinh dự điều học là khuy thanh xa sự tà dâm. Mula wa vệ ra mani sikha padang sama yami. Con xin vinh dự điều học là khuy thanh xa sự nói dối. Sura me ra yamachapama dathana vệ ra mani sikha padang sama yami. Con xin vinh dự điều học là khuy thanh xa sự dễ uống rượu và cái chân sai. Panatipata viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự sát sanh. Adinadana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự trộm cắp. Kame sumichachara viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư tà dâm. Musavada viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư nói dối. Sura merayamacha pamatatana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Himanancha sikha padane sathukang katawa apamadena nicca kalang sammarakitappang. Chư thiện tinh nên thọ truyền ngũ giới này cho được trong sạch phải vâng giữ hành theo cho nên bạn đời chẳng nên gì vui. Ama phante già xin vâng. Silena sukatanyanti, silena fo wasabada, silena niputanyanti, tasma silang vusu. Tha ye, cõi trời ơi, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ niên chư thiện tinh thọ trì giải luật chứ được trong sạch, cả lâm nhờ. Sa thú lành thay. Và thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính truyền đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ. Thay mặt chư đại đức tăng để truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán nhất tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới. Phần phước phát sanh lên, chúng con xin nổi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não u ngầm nơi tâm. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ toàn thể đạo tràng. Dạ sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, con ta là xin được nhường lại cho xin lại cho xin lại cho cô tu nữ Như Pháp. Dạ kính mời cô tu nữ Như Pháp ạ. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Do nãy con có chút xíu trục trặc nên con vào trễ. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đồng, Minh Bách Hana cho bài, cho biết tín hiệu.
Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Đệ Đức Tây Đức cùng chư Tông Đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Như Pháp kính chào Vinh Quát Thanh Á, kính chào cô Rạng Đông, kính chào Kích Tá, kính chào Ánh Bình Minh, kính chào Thăm Ma Su Khá, kính chào Thi An Lạc, kính chào Sài Gòn Mưa Nắng, kính chào cô Rạng Đông, kính chào Huyện Mầm, kính chào Sạp Tí Amata, kính chào Trang Thư, kính chào anh chị Phan Văn Liêm, kính chào Quang Thanh. Mến chào cô Cẩm Vân, Như Pháp kính chào người phương Nam, kính chào Ngào Sắc, kính chào Buông Bỏ. Mến chào Pháp Nguồn Lào Cai, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Như Pháp kính chào đạo tràng, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đặt từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy. Ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con, Như Pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh Quát Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo thọ trì quy giới, và Như Pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Rạng Đông đã mở rộng và cho đạo tràng được thính pháp. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, hôm nay giờ chót ngài mới gọi điện thêm hai bài học, nên nhờ Như Pháp xin được đọc bài trước rồi ngài vào thỉnh pháp sư đạo tràng có hoan hỷ hay không. Dạ có hoan hỷ như vậy không, hay là đợi ngài vào thỉnh pháp sư xong rồi đọc bài. Dạ xin trong đạo tràng cho Như Pháp một tín hiệu ạ. Hôm nay ngài dạy tới ba bài nên bài rất là dài. Dạ cảm ơn Sài Gòn Mưa Nắng. Dạ đọc bài trước ha. Dạ chị Như Pháp xin được phép đọc bài trước. À, ngài vào thì cha con thành kính đảnh lễ ngài Tây Siêu vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ bây giờ thì Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp đắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư. Dạ, rất là hoan hỷ ngày hôm nay ngài cho học bài, cho học cái ba bài luôn. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tha sa Phạm Thiên Vận ngầm nùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết đồng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều chẳng như được nếm hương vị phù dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp, nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng ni, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Dạ, cảm ơn Minh Quát Thanh Á đã cho bài học.
Dạ, con xin phép được đọc bài học ngày hôm nay. Kinh Tiểu Bộ Khuất-tha-ca Nikaya Itivuttaka chương 2, Hai Pháp, Phẩm 2, bài 45 La Mã. Điều này đã được Thể Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, hãy sống ưa muốn ẩn dật thiền định, thích thú ẩn dật thiền định, chuyên chú nội tâm tịnh chỉ, không gián đoạn thiền tịnh, thành tựu quán tri, hành trì hạnh đi đến các ngôi nhà trống. Này các tỳ kheo, sống ưa muốn ẩn dật thiền định, thích thú ẩn dật thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ, không gián đoạn thiền tịnh, thành tựu quán trí, hành tri hành đi đến các ngôi nhà trống. Thời được chờ đợi là một trong hai quả này, ngay trong hiện tại được chánh trí, hay nếu có dư y được quả bất lai. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Những ai tâm an tịnh, thông minh và thận trọng, chánh niệm tu thiền định, quán nhìn pháp chân chánh, không chờ đợi ham muốn, đối với các loại dục, ưa muốn không phân vật, sống an tịnh có mặt, thấy được sự sợ hãi trong nếp sống phân vật, họ không bị thối đọa. Họ đến gần Niết Bàn, ý nghĩa này được Thể Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bài 46 La Mã. Điều này đã được Thể Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, hãy an trú cho lợi ích của học tập, cho trí tuệ tối thượng, cho loại cây giải thoát, cho niệm được tăng thượng. Này các tỳ kheo, an trú cho lợi ích của học tập, cho trí tuệ tối thượng, cho loại cây giải thoát, cho niệm được tăng thượng. Thời được chờ đợi là một trong hai quả này, được chánh tri ngay trong hiện tại, hay nếu có dư y chứng được bất lai. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Bậc hữu học viên mãn không còn bị thối đọa, đạt tối thượng trí tuệ, thấy sanh được diệt tận. Ta nói chắc chắn rằng ẩn sĩ Mâu Ni ấy mang sắc thân cuối cùng, đã từ bỏ kiêu mạn, đã vượt qua bờ kia, thoát khỏi sự già yếu. Do vậy hãy luôn luôn vui trong thiền, thiền định, nhiệt tâm và nỗ lực, thấy sanh được diệt tận. Hỡi này các tỳ kheo, hãy nhiếp phục ma quân, tu tập vượt qua giải thoát sự già chết. Ý nghĩa này được Thể Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bài 43 Mã. Điều này đã được Thể Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo phải sống cảnh giác, chánh niệm, tỉnh giác, thiền định, hoan hỷ, tính thành, và ở đây quán tri đúng thời trong các pháp thiền. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo sống cảnh giác, chánh niệm, tỉnh giác, thiền định, hoan hỷ, tính thành, quán tri đúng thời trong các pháp thiền, thời được chờ đợi là một trong hai quả này, được chánh tri ngay trong hiện tại, hay nếu có dư y, chứng được bất lai. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến các bậc. Hãy lắng nghe điều này, những ai còn nằm ngủ, hãy thức dậy tỉnh thức. Thức tỉnh là tốt hơn hơn kẻ đang nằm ngủ. Đối với người thức tỉnh, không có sự sợ hãi. Người thức tỉnh, thức giấc, chánh niệm và tỉnh giác, thiền định, tâm hoan hỷ, nhiệt tình, đầy tính thành, chân chánh biết thời giờ. Thắng quán đến chánh pháp, đạt được sự nhất tâm, quét sạch mọi tâm tối. Do vậy, hãy tu tập thức tỉnh và nhiệt tình, vị tỳ kheo thông minh, thận trọng, chứng
cảnh thiền, chặt đứt các kiếp sử trói buộc sanh với già. Chính tại ở đời này, chánh giác vô thượng ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp thật là an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Văn Ni Tử Phật. Kính chào Thượng Tổ Minh Hạnh cùng Chư Tụng Đức có mặt trong rung. Thân chào tất cả quý vị Phật tử. Hôm nay chúng ta học 3 bài. Ba bài kinh. Vì ba bài này chỉ có chung mục đích là nói về hai quả vị tu chứng, đó là quả vị A-la-hán và quả vị A-na-hàm. Trong ba bài kinh này, nếu như chúng ta không có đọc kỹ và không có xem trong chú giải thì có lẽ là chúng ta hơi khó hiểu một chút bởi cái mạch văn được dịch ra tiếng Việt làm cho chúng ta lúng túng. Cho nên các Phật tử chúng ta đừng nói rằng học thắng pháp khó quá, học kinh tạng mới dễ, không có dễ được đâu. Itimuttaka này nằm trong tiểu một kinh thuộc về kinh tạng. Mà quý vị nghe xong rồi quý vị thấy nó khó hơn học thắng pháp nhiều phải không? Bởi vì học thắng pháp á, chúng ta bị đau đầu ở những cái con số và cái này nó trợ cho cái kia trợ cho cái nọ, cho nên chúng ta cảm thấy là rắc rối khó nhớ quá. Cái khó nhớ đó quý vị mới cảm thấy là học thắng pháp là khó. Nhưng mà học kinh tạng đó thì không phải là khó nhớ nhưng mà đọc khó hiểu. Quý vị đọc khó hiểu cho nên chúng ta cũng hơi trở ngại một chút. Nhưng không sao, bây giờ quý vị hãy nghe và nhớ ba điều này. Quý vị nhớ ba điều này. Bài kinh thứ nhất là Đức Phật Ngài dạy các tỳ kheo hãy ưa thích thiền tịnh Bhatisalan Ná à ra má, ưa thích thiền tịnh. Quý vị cứ nắm lấy cái chi pháp đó là Patisalana, tức là thành phẩm người tu thiền là người phải sống ẩn dật, phải sống ở cái nơi thành vắng. Thứ hai đó
là chúng ta muốn đắc được một trong hai quả A-la-hán hoặc A-na-hàm. Cái điều thứ hai là chúng ta phải sống thành tựu về tam học, thực hành theo tam học, giới định tuệ, tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học và tăng thượng tuệ học, gọi là Sikha Disankha Vihara Tháp. Phải hành theo tâm học với định tuệ. Chi rồi đó, quý vị thấy giải quyết xong hai bài rồi đó. Và cái bài thứ ba đó, bài kinh thứ ba là Đức Phật Ngài dạy các vị tỳ kheo là sống tỉnh thức Chagariya. Chagariya mà ở đây gọi là Chagaru Chasa Fikhu Maraya. Thì quý vị cứ nhớ vậy đi. Bây giờ chúng ta đừng có lấy cái tựa, các vị nên nhớ thế này nhờ. Đừng có lấy cái tựa là Sikha đi săn sát sư tăng, rồi cái chúng ta nói kinh lợi ích của việc học tập nó đi xa xa cả cả trăm dặm, trăm cái số lần thưa quý vị. Nếu mà chúng ta xài cái chữ Sikha ni sang sát đó mà chúng ta dịch là lợi ích của việc học tập đó, thì trong trường hợp này xài không có chuẩn ở trong bài đâu. Ở trong chú giải đó giải thích như thế này, gọi là Sikha ni sang sa tiết, gọi là Sikha ni sang sát ếch thác. Ở đây Sikha tập bà tí Sikha, ở đây là những học pháp, những cái học pháp cần phải học tập. Sa như tha Athi sila sikha, Athi chitta sikha, Athi panya sikha ti. Thi vi tha ti chê sa sikha ani sang sa e te sang na la pa sak ka ra si lo ka ya sikha ni sang sa. Là ở đây cái gọi là sikha đó nó có ba. Athisila Sikha tức là tăng thượng giới học, Athichitta Sikha là tăng thượng tâm học, tăng thượng tâm, Athipanya Sikha là tăng thượng tuệ học. Quý vị nào, tại vì quý vị ở trong lớp này không có chịu thỉnh cái quyển Thanh Tịnh Đạo yếu lược, cho nên giờ này quý vị không có biết, nhắc cũng nhớ là ở trong Thanh Tịnh Đạo Ngài Bố Thất Khô Xá này giảng chỉ có ba điều, tức là tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ, hay nói cách khác là giới học, định học và tuệ học, chỉ có ba điều đó thôi. Đơn giản thôi, quý vị xem ở trong đó. Và ở đây tại sao ba cái điều này gọi là Alisangsa? Có ba. Là bởi vì
khi mà chúng ta thực hành theo giới định tuệ đó, thì chúng ta có được những cái sự lợi ích tiến hóa đến mục đích giải thoát. Tu tập về tăng thượng giới là chúng ta đi qua cái trạm giới tịnh, v.v. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ nói cái vấn đề này. Cho nên quý vị cứ nhớ ba điều trong ba bài kinh đó. Một là trú nơi thiền tịnh, trú nơi thiền tịnh để mà tu tập đạt đến quả A-la-hán hoặc quả Bất Lai. Hai là thực hành tam học để đạt đến quả A-la-hán. Thứ ba là sống tỉnh thức để đạt đến quả vị A-la-hán hay quả Bất Lai. Quý vị cứ theo đó đi. Bây giờ lại cái vấn đề trong cái bài kinh đầu tiên, cái bài kinh thứ 45, bài kinh thứ 45 ở đây, trong cái việc mà tu tập thì trước tiên là vị hành giả cần phải ưa thích nơi thanh vắng. Vì cái nơi thanh vắng thiền tịnh đó nó sẽ giúp cho chúng ta không có bị chi phối ngoại cảnh. Và đây được gọi là Cà Giá Quy Bì Cô Tí A Thô, tức là thân viễn ly. Chúng ta phải sống thân viễn ly, không có thích quần tụ ồn ào. Bởi vì khi mà kẻ phàm phu chúng ta đó gặp nhau thì nói chuyện rôm rã, đó là chưa nói đến cái chuyện chúng ta gặp nhau rồi chúng ta lại sân si cãi vã với nhau. Khoan nói đến cái chuyện mà cãi vã với nhau, mà chúng ta chỉ nói dầu gặp nhau cười nói hỏi thăm hoặc là ngồi tán gẫu chuyện đông chuyện tây, chuyện ông này chuyện bà nọ, cái chuyện người ta tốt người ta xấu vân vân, chúng ta ngồi nói chuyện gì mà cái sự nói chuyện đó, sự ồn ào đó là cái gai nhọn của thiền định. Cho nên một vị mà muốn tu tập để đạt đến thánh đạo thánh quả giải thoát thì vị này phải tìm ẩn cư nơi thanh vắng. Patisalana Vihara, Patisalana Vihara, cái động từ Vihara tí chúng ta biến thành danh từ Vihara là trú. Cho nên cái bài kinh số 1 chúng ta có thể nói đó là Patisalana Vihara. Đức Phật khuyên các vị tỳ kheo là phải ưa thích
sống ở cái chỗ thiền tịnh. Đây thưa quý vị, trong 10 điều tâm niệm của bậc xuất gia đó, là mỗi ngày vị tỳ kheo hay là bậc xuất gia phải luôn luôn tự hỏi trong tâm rằng Kachinu khô hăng sunya gare aferamami, ta có ưa thích nơi thành vắng chăng? Sunya gare là một căn nhà trống, mà ở trong cái trong 10 điều tâm niệm Đức Phật là dùng cái từ này, thì căn nhà trống ở đây là ám chỉ cho những cái chỗ mà nó không có ồn ào, cách xa với cái tiếng ồn của dân làng, hay là cách xa tiếng ồn của những người trong hội chúng. Thì sống nơi thanh vắng đó để làm cái gì nữa? Thưa quý vị, ưa thích sống ẩn dật, thiền tịnh, thì vị đó hành cái pháp thiền không bị gián đoạn và mới có thể thành tựu được minh sát. Chữ vipassana ở đây đó là hành tựu quán tri. Chúng ta nghe nó hơi lạ, hơi lạ ở chỗ là chữ vipassana đó, chữ vi có nghĩa là vi xê sát, passana, chữ passana là của động từ, danh động từ của động từ passati là thấy. Chữ vipassana có nghĩa là minh sát, là thấy bằng trí tuệ. Khi mà chúng ta ở cái nơi thanh vắng yên tĩnh thì chúng ta mới thành tựu được minh sát, sammana gata, tức là thành tựu, thành tựu được minh sát, tức là quán. Chữ minh sát, chữ vipassana đó, có khi người ta dịch tắt, người ta dịch là quán thôi, người ta dịch là quán, thiền quán. Khi mà chúng ta muốn tùy quán vô thường, anicca anupassana, tùy quán khổ dukkha anupassana, tùy quán vô ngã anatta anupassana, thì chúng ta mới, chúng ta sống ở nơi thanh vắng thì chúng ta yên lặng mà chúng ta suy quán được. Còn nếu như mà chúng ta ở cái chỗ ồn ào, thưa quý vị, thì nó chướng ngại, nó làm cho mình bị quấy niệm bởi vì cái âm thanh ở bên ngoài. Với hơn nữa, nhân ngã bị thử, khi hội hợp lại thì nó có vấn đề. Trường hợp mà chúng ta cần phải gặp nhau, hội hợp nhau, thì Đức Phật ngài dạy các vị tỳ kheo, nếu buộc phải hội hợp lại thì này các tỳ kheo, có hai việc cần phải làm. Một là nối bàn thảo luận về những cái đề tài hữu ích, như là cái đề tài về giới, về định, về tuệ, về
về giải thoát tri kiến, về cái sự tinh tấn, cái đề tài về thiểu dục, đề tài về tri túc, bàn những cái đề tài đó. Còn nếu như khi hội họp lại mà không có đề tài hữu ích để mà bàn bạc, để mà nói chuyện với nhau đó, thì nên giữ, thứ hai là nên giữ im lặng cao thượng. Ariya tunhi phuto, Ariya tunhi phuto, tức là ngồi đó trú trong chánh niệm thiền định. Cái đó là trường hợp mà chúng ta không có thể nào mà từ chối cái cuộc hội họp giữa chư tăng. Có những chuyện mà chư tăng phải gặp, hay là những Phật tử trong những cái ngày lễ hội chúng ta phải đi đến chùa để mà chúng ta làm lễ cúng dường mừng Phật đản, hay là cúng dường lễ hội Ma Pháp Bồ Cha rằm tháng Giêng, hay là lễ hội Vesakha Puja, lễ hội rộng tư, vân vân, hay là lễ dân y Kathina Dana, Kathina Dana Puja. Thì khi mà chúng ta phải đi đến chùa, phải tụ họp đông đó, thì chúng là trong ngày hôm nay ta đi đến cái chỗ thiền tịnh không được, mà phải đi đến cái chỗ tụ họp đông người, lòng dặn lòng là đi đến, nếu có chuyện phải nói thì nói những điều hữu ích, như là bàn về giới định tuệ, giải thoát tri kiến, hoặc là bàn về tinh tấn tri túc viễn ly, vân vân. Chúng ta bàn về cái vấn đề đó. Và chúng ta cũng nhận lòng rằng nếu không có chuyện gì phải nói thì đừng có nói lời vô ích, mà ngồi để chúng ta giữ chánh niệm. Cái đó phải tập tới, thưa quý vị. Nhiều khi đi dự lễ, các cái cuộc lễ như lễ dân y chẳng hạn, hồi xưa chứ còn bây giờ, chúng tôi mỗi lần đi dự lễ dân y chùa nào, khi mà có thuyết pháp, lên pháp tòa thuyết pháp xong rồi, chúng tôi đi xuống phòng là chúng tôi ở yên một mình. Còn cái việc mà hành lễ trên chánh điện là thỉnh chư tăng giúp cho, chúng tôi còn phải tham dự. Còn hồi xưa mình còn trẻ đó, thì mà đến dự lễ nó ngoài cái việc thuyết pháp ra mình phải dự lễ, mà dự lễ ngồi nghe Phật tử tắc bạch rồi đọc tên của thí chủ vân vân, nó ồn ào lắm. Lúc đó chúng tôi ngồi cái bắt đầu chúng tôi hết, chúng tôi suy nghĩ rằng kia hội chúng bậc thánh rất là yên lặng, rất là yên tĩnh. Còn thời nay hội chúng phàm phu thì ồn ào. Mình suy nghĩ như vậy. Khi suy nghĩ như vậy rồi thì chúng tôi bắt đầu im lặng ngồi mới suy nghĩ một cái đề tài, cố nhớ lại một cái chi pháp, một đoạn kinh, một câu Phật ngôn chẳng hạn. Chúng tôi suy nghĩ cái chỗ đó để cho nó qua cái thời gian. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn thích làm như vậy. Nên là lúc nào mà không ở chỗ thiền tịnh được đó, mà chúng ta phải đi đến giữa hội chúng đó, thì ngoài cái phận sự phải thuyết, phải nói, thì chúng ta ngồi im lặng. Nhưng mà trong cái im lặng đó không phải là chúng ta đưa mắt, chúng ta nhìn hết người này đến người khác, hay là chúng ta xoay qua bên đây, xoay bên kia để nói chuyện rù rì với vị tỳ kheo bên cạnh,
và chúng ta ngồi im lặng, chúng ta hãy chú tâm đến một cái đề tài nào có hữu ích cho sự tu tập nội tâm thì chúng ta làm. Đó là cái cách mà chúng ta tu tập. Mà khi một người thích ở nơi thiền tịnh, nơi thư viện thì chẳng bao lâu vị đó sẽ thành tựu được tuệ quán, thành tựu được tuệ quán Vipassana và chờ đợi cho vị đó là một trong hai quả, tức là ngay trong hiện tại đạt được quả vị A-la-hán, chánh trí quả, được chánh trí tức là quả vị A-la-hán, gọi là Anya. Còn nếu có dư y, chúng ta gọi là hữu dư y, thì được quả bất lai. Sẵn ở đây chúng ta nói luôn cho quý vị nghe cái này. Là hôm trước chúng ta học Niết Bàn có hai, là vô dư Niết Bàn và hữu dư Niết Bàn. Thì chỉ có vị A-la-hán mới đạt tới cái trình độ gọi là vô dư Niết Bàn. Còn hữu dư Niết Bàn thì có hai trường hợp. Một là vị A-la-hán đã đoạn trừ tất cả phiền não, nhưng mà vị này còn dư lại cái thời gian phải sống ở trong thế gian này, chờ cho đến hết tuổi thọ của kiếp này đó. Thì cái thời gian mà vị A-la-hán mà sống đó, cho đến khi viên tịch, thì cái thời gian đó gọi là hữu dư Niết Bàn. Hữu dư Niết Bàn còn có một nghĩa nữa, mà trong Abhidhammasagara Thắng Pháp Tập Yếu Lượng có đề cập đến đó, là một vị hữu học tu được quần Tư Đà Hàm, Ana Hàm, vị đó cũng chứng Niết Bàn, nhưng mà vì chưa có tuyệt trừ được hết tất cả phiền não mà còn sót lại những cái phiền như là bữa thì bị tu được quần mới có dịp thân kiến và nghi giới cấm thủ, còn sót lại bảy, do đó ngài còn phải tái sanh, nhưng mà tối đa là bảy lần nữa thôi, bảy kiếp nữa thôi, cho nên mới gọi là hữu dư Niết Bàn. Còn vị Tư Đà Hàm á, đã giảm nhẹ dục ái và sân ngoài ba cái kiết sử thân kiến và nghi giới cấm thủ, thì ngài đã giảm nhẹ dục ái và sân, cho nên ngài chỉ còn sót lại xem như là năm thượng phần kiết sử với một thoáng dục ái và sân thôi. Cho nên vị đó vẫn còn dư lại một lần tái sanh nữa, gọi là nhất lai. Còn vị A-na-hàm đã tuyệt trừ năm hạ phần kiết sử, thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục ái và sân. Các ngài vị A-na-hàm còn dư sót lại năm thượng phần kiết sử ái sắc, hữu sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh. Cho nên vị này không còn tái sanh cõi dục giới, nhưng mà mặc dù bất lai cõi dục giới, nhưng vị đó còn quá sanh về cõi tịnh cư, cõi sắc giới, và ở đó chờ một thời gian mới chứng A-la-hán và Niết Bàn. Do đó cho nên bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A-na-hàm cũng được gọi là bậc hữu dư Niết Bàn. Vì vậy ở đây Đức Phật ngài mới dùng cái từ gọi là nếu có dư y
Cái chữ có chữ y ở trong tiếng Bali câu này đó thưa quý vị. Thì ở đây được gọi là Sati Upadisese Anagamita. Chữ Sati là có, khi mà ghép chung lại sát Sati, bỏ chữ, khi mà ghép lại thì bỏ chữ chữ tí thì thành chữ sát. Sát Upadisese, sát Upadisese là hữu dư. Cái này cũng nói thêm để cho các Phật tử chúng ta chú ý chút xíu. Cho nên khi mà nói đến người mà học nhiều hiểu rộng không, thì chúng ta phải biết rằng vị thánh nào được gọi là bậc hữu dư y niết bàn, thì chúng ta nói cả bốn bậc thánh. Nhưng mà nếu là bậc A-la-hán thì Ngài chỉ là trong thời gian mà Ngài chứng A-la-hán cho đến khi Ngài viên tịch đó, thì mới chỗ đó gọi là hữu dư y. Còn cái vị tu đà quần tư đà hàm an hàm, từ khi đắc đạo quả tu đà quần tư đà hàm an hàm đó, cho đến khi mà vị đó chứng A-la-hán và niết bàn viên tịch, thì mới, thì thời gian đó đều gọi là hữu dư y cả. Chúng ta phải nhớ cái chỗ đó. Bây giờ chúng ta trở lại tiếp tục với bài kinh thứ hai. Bài kinh thứ hai ở đây tức là nói đến cái việc mà tu tập về tam học. Khi một vị tỳ kheo, một vị hành giả mà tu tập về giới định tuệ đó, thì ở đây chúng ta biết rằng tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học là giới định tuệ. Nếu nói theo thất tịnh thì tăng thượng giới ở đây tức là giới tịnh, si lấy nguyên xuất thiết. Tu tập về giới rồi mới đi đến tu tập về định, gọi là tăng thượng tâm. Thì tu tập về tăng thượng tâm gọi là tâm tịnh, gọi là chích tác quy xuất thiết. Thì định ở đây đó là đắc được Khandika Samadhi là sát na định, hoặc là cao hơn khi mà chứng được thiền sắc giới vô sắc giới, cái đề mục thiền sắc vô sắc, đạt đến cận định Upachara Samadhi. Rồi nếu chứng đắc thiền ở Appana Samadhi là kiên cố định hay là an chỉ định, đó là nền tảng cho tuệ. Mà tuệ ở đây thì chia là năm tịnh: Dithi Visuddhi là kiến tịnh, Căn khai với ta là nát xuất thí là đoạn nghi tịnh, mắt ga mắt gác nhà nã đất nát nguyên xuất thí là đạo phi đạo tri kiến tịnh, Patipada nhà nã đất nát nguyên xuất thí là hành lộ tri kiến tịnh, và cuối cùng là nhà nã đất nát nguyên xuất thí là tri kiến thanh tịnh. Và bắt đầu kể từ kiến tịnh cho đến tri kiến tịnh, năm tịnh sau đó thuộc phần tuệ là đạt đến 16 tuệ minh sát. 16 tuệ minh sát. Mà cái này thì đã có ở trong thanh tịnh đạo, mà ở trong quý vị có học rồi. Trước khi học cái môn này là chúng ta đã có học thanh tịnh đạo rồi. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng cái bước thứ hai
ba bài kinh này kể như ba bước. Cái bước thứ hai mà một cái vị tu tập tức là thành tựu chánh trí, hay là còn nếu có hữu dư y, nếu có dư y thì vị đó sẽ là bất lai, tức là đắc A-na-hàm. Thì ở đây tức là tu tập về tam học giới định tuệ. Cái này giống như là ôn bài thôi, quý vị hiểu rồi, đã phần chúng ta hiểu rồi chứ đâu còn mới mẻ gì nữa. Ở đây các Phật tử chúng ta cũng phải chú ý thế này. Mặc dù bài kinh Đức Phật Ngài dạy các vị tỳ kheo này, các tỳ kheo hãy sống thì chúng ta đừng nghĩ rằng là những cái bài kinh này là chỉ dành cho các Phật xuất gia không. Mà đối với người Phật tử chúng ta là những người cư sĩ vẫn có thể thực hành được. Thí dụ như khi mà chúng ta muốn sống ẩn dật thì để thiền tịnh đó, thì chúng ta ở nhà chúng ta có một căn riêng biệt lập, chúng ta đi vào trong cái căn phòng riêng đó, chúng ta đóng cửa lại và chúng ta hành pháp trong đó. Chúng ta hạn chế đi đến nhà, đi gặp bạn bè thân hữu để mà nói chuyện, để mà tán gẫu. Thứ hai nữa là thực hành về giới định tuệ thì người Phật tử chúng ta khi mà hành về giới thì chúng ta vẫn có thể tu tập giới của người Phật tử, người cư sĩ. Giới của người cư sĩ đó, nó có bốn loại giới. Người cư sĩ chúng ta muốn tu tập thiền định là chúng ta có bốn loại giới. Ít nhất là người Phật tử chúng ta cũng phải nghiêm trì năm giới, hay là gọi là ngũ giới, Panchasila, giữ năm giới cũng được. Nhưng mà nếu chúng ta là những người cư sĩ đặc biệt hơn chút là chúng ta giữ bát quan trai giới, giữ tám giới, tránh sắc sanh, trộm cắp, hành dâm, nấu dối, uống rượu, ăn phi thời, xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điểm, thoa phục, thơm dược phấn, đeo đà hoa, bỏ cái việc mình nằm ngồi nơi giường cao chiếu rộng sang trọng, đó là chúng ta giữ tám giới. Hoặc là người Phật tử chúng ta khi mà đi đến ở những cái trung tâm thiền mà các vị thiền sư hướng dẫn cho hành thiền tập thể đó, thì các cư sĩ thiền sinh ở đó, đó giữ luôn cả thập giới. Tức là trong tám giới đó, chúng ta trong tám giới bát quan đó, thì cái giới thứ bảy là chia làm hai thành ra chính, và cái giới thứ 10 là chúng ta ở trong vườn thiền, ở trong trường thiền, trong thời gian mà chúng ta tu thiền đó, là chúng ta không vui thích thọ nhận giữ tiền bạc, vàng bạc châu báu, gọi là chataruparat chattapatikkhana. Chata rupa
Chatarupa là vàng, Rajata là bạc. Chúng ta bỏ cái đó, không có thọ nhận vàng bạc. Rồi thưa quý vị, còn nếu như chúng ta không giữ ngũ giới, bát quan trai giới hay thập giới, thì bây giờ chúng ta giữ tám giới khác là vật mạng đệ bát giới, a chi quá a tham mắc sila, tức là tám giới này có cái giới thứ tám là nuôi mạng chân chính, không có tà mạng. Còn bảy cái giới đầu là gì? Thân, ba giới, tức là từ bỏ sắc sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu từ bỏ bốn điều là từ bỏ nói dối, từ bỏ nói đâm thọc, từ bỏ nói độc ác, từ bỏ nói lời vô ích. Như vậy là kiên tránh ba thân ác hạnh, kiên tránh ba bốn khẩu ác hạnh là bảy, rồi kiên tránh sự nuôi mạng tà vại là tám. Tám giới này thưa quý vị, khi mà Đức Thế Tôn chưa xuất hiện ở đời đó, thì các vị đạo sĩ, ẩn sĩ trong rừng đó, các vị tu thiền, các vị giữ tám giới này, đó là một vị đạo sĩ chân chính. Sau này Đức Phật ngài dạy bát quan trai giới cho người cư sĩ mà chúng ta thường thọ mỗi ngày mùng 8 rằm 23-30 đó, bát quan trai giới đó là Đức Phật dạy. Nhưng mà bát giới mà của các vị đạo sĩ thực hành đó thì nó vẫn có lợi ích như thường, thưa quý vị. Thân ba, khẩu 43 với cái điều thứ 8, thân ba khổ 4 và cái điều thứ 8, giới thứ 8 là cái giới tránh tà mạng. Thì khi mà giữ giới như vậy rồi, trong sạch thanh tịnh, người Phật tử chúng ta cũng tiến hành thiền định được. Khi mà tiến hành thiền định được rồi thì chúng ta tiến hành thiền tuệ, tức là minh sát, để quán vô thường, khổ đau, vô ngã đối với danh sắc này vẫn chứng được. Chúng ta nên nhớ rằng vị cư sĩ chứng được quả vị A-la-hàm thì cũng nhiều á, nhưng mà vị cư sĩ mà chứng A-la-hán thì ít thôi. Nhưng có điều là cư sĩ mà chứng quả A-la-hán rồi thì sống nội trong 7 ngày là phải viên tịch đi về, chứ là không sống thêm được nữa. Ngoại trừ vị đó xuất gia, là hình tướng của một vị xuất gia thì mới sống lâu được. A-la-hán phải mang hình tướng xuất gia mới sống lâu được. Bởi vì đời sống người cư sĩ không thể nào mà kiên trở nổi cái đức hạnh của vị A-la-hán, cũng giống như cái sợi dây mỏng manh không thể nào treo nổi một cái chuông bằng đồng nặng ký. Cái chỗ này chúng ta phải nhớ. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua đến cái bài thứ ba. Cái bài kinh thứ ba ở đây là Đức Phật ngài dạy gọi là Chagariya. Tức là vị tỳ kheo nên sống tỉnh thức. Ở đây, ở trong cái bản dịch gọi là sống cảnh giác. Nhưng mà thưa, chúng tôi lại thích xài cái chữ tỉnh thức hơn. Tại sao vậy? Vì ở đây có cái điều là có câu pháp cú nói rằng đi khá cha ra cà tô rất tí,
đi khăn sang tát sa du tình năng đi khu ba la năng sang sơ rô sắc thỉnh mang ngụy cha na tăng, có nghĩa là đêm dài cho kẻ thức. Ngồi dài cho pháp thì thức ở đây đó là cha gara, cha gara, cha gara sa hay cha garu hay cha gariya, nó đều chung nhau một căn, một căn ngữ căn hết thưa quý vị. Cho nên cái này tỉnh thức chứ nếu mà cái câu phát cú cái chỗ đó mà dịch là đêm dài cho kẻ cảnh giác thì nghe kỳ quá. Cho nên phải đêm dài cho kẻ thức, mình ngủ không được, mất ngủ nằm thao thức trăn trở qua lại cái mình thấy đêm nó dài quá. Cho nên chính vì cái ngữ cảnh đó chúng ta mới dám dịch cái chữ cha cha garu ở đây là sống tỉnh thức. Sống tỉnh thức là như thế nào? Được gọi là sống tỉnh thức nó có hai trường hợp. Một là vị này ít ngủ, ít ngủ, luôn luôn tỉnh táo. Mà tỉnh táo để làm gì? Tỉnh táo để chánh niệm và tỉnh giác. Chúng ta tỉnh thức để chánh niệm và tỉnh giác. Vị tỳ kheo đầu hôm thì tỉnh thức để đi kinh hành, để kinh hành qua lại mà suy quán pháp, để giữa tức là có khoảng 10 giờ đủ đi đó, 10 giờ đến 2 giờ sáng hoặc tối thiểu là 3 giờ sáng, 10 giờ đến 2-3 giờ sáng cái khoảng giữa là nghỉ ngơi. Nhưng mà đầu hôm trước khi nghỉ ngơi vì đó phải tác ý, phải tác ý một canh, nghỉ trong một canh một giờ tức là 4 tiếng đồng hồ, ta phải thức dậy. Ngày xưa không có đồng hồ báo thức, cho nên các vị tỳ kheo ở trong rừng đó, các vị phải sống tỉnh thức bằng cách là khi mà đi kinh hành, hành thiền cho đến cỡ khoảng 10 giờ đêm đó, thì vị đó nằm, nằm nghiêng bên tay phải như dáng nằm của con sư tử. Vị đó chú ý hơi thở ra, hơi thở vào, và vị đó tác ý. Là hết canh giữa, tức là từ 10 giờ đến 2 giờ đêm, 2 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Tới 2 giờ sáng là phải thức dậy. Vị đó tác ý cái giờ thức dậy. Để đúng giờ đó là cái đồng hồ sinh học của vị đó là tỉnh tù, là ngồi dậy, ngồi dậy, không có mê ngủ, không có ngáy ngủ nữa. Thì như vậy gọi là một người sống tỉnh thức. Một vị tu tập mà không có tỉnh thức thì vị đó chánh niệm tỉnh giác không được, thưa quý vị. Ngồi đâu mà gục đó, lúc nào cái tâm cũng mơ mơ màng màng, cũng mệt mỏi, cũng uể oải giả dượi, thì không thể nào chánh niệm, không thể nào tỉnh giác sampajanya được. Tức là chánh niệm và trí tuệ nó không có phát sinh khi một người sống mà không có tỉnh thức. Chính vì cái chỗ đó đó, khi người Phật tử chúng ta tu tập, chúng ta phải biết là chúng ta tu tập có 3 điểm. Trong 3 bài kinh này chúng ta có 3 điểm mà chúng ta ghi nhớ. Một là chúng ta phải ưa thích nơi thanh vắng, ưa thích sống viễn ly một mình ra. Thứ hai là chúng ta phải tinh tấn nỗ lực để thành tam học giới định tuệ. Thứ ba
là chúng ta phải luôn luôn sống tỉnh thức để chánh niệm tỉnh giác. Khi mà chúng ta có được một cái lối sống như vậy thì Đức Phật Ngài cam đoan rằng vị ấy hy vọng, ở đây dùng cái tiếng chờ đợi, chờ đợi, vị đó hy vọng sẽ đạt được một trong hai quả. Nếu có đủ duyên thì ngay trong hiện tại chứng được chánh trí, tức là quả vị A-la-hán. Nếu như chưa đủ duyên mà còn dương y, tức là còn cái sự tái sanh đó, thì vị đó cũng là đắc quả A-na-hàm. Đó là hai chi pháp. Vì bài học chỉ có nhiêu thôi thưa quý vị. Nhưng mà học bao nhiêu đó chứ, chứ chúng ta hành suốt đời học sẽ giống quý vị ba bài kinh này với cái chi pháp ngắn gọn như vậy để giúp cho các Phật tử chúng ta hiểu cái đường lối tu tập cho những ai thích tu tập. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây, kính chúc quý vị luôn được sự an vui tiến hóa, và xin kính thỉnh hôm nay không có thượng tọa Minh Hạnh. Quý vị có thấy thượng tọa Minh Hạnh không? Như vậy thì bây giờ xin mời Đại Đức Thừa Đức tụng kinh chúc phúc phương báo cho râm, rồi chúng ta nghỉ để chuẩn bị qua bên râm kia. Nam Mô Bụt Thầy.